Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chúng ta trở lại với anh Quang Đặng từ Global Investor về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Xin chào anh Quang Đặng ạ. À. Xin chào anh Vũ Hoàng Lâm, xin chào khán giả Phố Bosa TV ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc Châu và nhiều nước trên thế giới. Anh cho cái cập nhật của ngày hôm nay, nhiều thứ đã đi về con số chiều đi xuống. Và nhất là Dow Jones đã đi xuống mức 20.000, bây giờ trở thành 19.000 mấy. Thưa anh. Dạ thưa anh, thì buổi sáng nay thị trường khi mà mở cửa là bị đánh xuống rất là nhiều. Thì gần gần cuối buổi thì nó có chạy do cái lực mua mạnh nên nó tăng lên chút xíu. Thì có nghĩa ngày mai có thể cái trend nó tăng lại chút. Bởi vì hầu hết các cổ phiếu đã giảm rất là nhiều, 70-80% dòng dòng đó hết rồi. Cứ giảm thì cũng giảm thêm chút đỉnh nữa thôi, cũng khó xuống nữa. Tất nhiên cái trend Dow trong một vài ngày tới hay tuần tới nó vẫn còn. Giống như cái nhận xét của Quang ngay cái bữa mà mình bắt đầu làm cái chương trình này thì Quang có nói là trong vài tuần tới cái trend Dow nó vẫn còn. Thì trong những ngày Dow đó sẽ có những ngày tăng thì Quang sẽ try to để mà giúp khán giả biết trước những cái ngày tăng đó một chút. Thì để tiếp tục cái điểm tin về thị trường thì bữa nay là Dow Jones giảm giá 1.338.46 điểm, tương đương 6.30%. S&P 500 giảm 131 điểm, 0.7%, tương đương với 5.18%. Nasdaq giảm 344.94, tương đương với 4.70%. Thì thưa anh là tổng thống Trump, từ lúc ông lên làm tổng thống thì kinh tế tăng trưởng rất là mạnh. Hầu như tất cả các công ty tăng trưởng gấp một lần, gấp hai lần hay gấp ba lần về cái quy mô cũng như cái độ, cái lợi nhuận. Nhưng mà sau khi cái dịch virus corona này tới thì tất cả các thị trường đều bị sell off hết. Sau sau một thời gian lan tới Mỹ nó không quá nghiêm trọng về cái nhân mạng, tức là số người chết, nhưng mà do những cái biện pháp quyết liệt của chính phủ muốn chặn cái dịch nó sớm hơn thì đưa ra cái lệnh shutdown hết gần như toàn bộ, cho nên nó ảnh hưởng tới cái tâm lý mọi người là cái tình huống đó nó ít khi nào có ở nước Mỹ, cho nên nó bị người ta hoảng sợ, người ta sell hết, có gì người ta bán hết trơn. Thì cho nên nó gây lên cái hiện tượng bán tháo sell off đó. Thì con nghĩ không phải tự thân các cái công ty đó nó xấu mà do cái tâm lý thị trường thôi. Tất nhiên trong trong cái vấn đề xui rủi của cái virus corona nó tới thì nhiều cái công ty bị đóng cửa hay là bị giảm cái lợi nhuận chắc chắn là có chứ không phải không. Nhưng không phải do vấn đề nội tại của nó, do công ty hoạt động yếu kém, nhưng không phải thôi. Thì cái cơ hội, cái rủi ro là nó xuống như vậy thì cũng là cái cơ hội để mình bắt đầu mua vô. Thì trong trường hợp này thì có một số stock mình đã theo dõi từ trước, chẳng hạn như Boeing là một trong những cái stock mà mình rất là nên mua. Thậm chí hồi sáng do lực bán nhiều quá nó đẩy xuống dưới 100 luôn, là thành chín mươi mấy, 90, 92 cỡ đó, mà sau cuối phiên thì nó lên lại trên 100. Thì Quang nghĩ đó là cũng là một trong những cái mức support. Bữa trước khán giả có nói cái mức support thì Quang nói cho biết là tức là cái chặng dưới nó bắt đầu đã có là khoảng 90, và cái chặng chặng kế tiếp nữa là ra khoảng 76, 80. Thì nếu cái trend Dow có thể nó xuống tới đó rồi, còn còn nữa là bây giờ thì có thể mua. Quan nghĩ với stock này quan có thể đánh đến 50 đến 70% số tiền quan có rồi, trong trên dưới 100 nó xuống nữa thì mua hết, không gì phải luyến tiếc. Nếu con nó có chết thì mình chết theo nó cũng vinh quang, không có sao. Thưa anh, thì đó là cái stock nổi bật mà nhiều người muốn mua, nó an toàn trong cái khủng hoảng. Lợi nhuận thì quan nghĩ có nhiều stock có lợi lắm, nếu mình vô mua chờ vài ba tháng nó tăng double liền rồi. Nhiều lắm, không phải là không, nhưng mà cái vấn đề là sợ sợ công ty đó nó có an toàn để mình mua cho tới lúc mình có cái double đó hay không.
Thì những cái công ty mà Quang đã check trước khi mà nói cho khán giả là đã check rồi, chẳng hạn như bữa qua có một cái người hỏi cái cổ phiếu của hãng Ford, Quang có trả lời nhưng mà cuối cùng cái một số điểm nhấn Quang chưa có nói. Thứ nhất là Quang đã check cái hãng Ford đó rồi, thì nếu bình thường á, công ty mà làm ăn không có good thì người ta không thể trả dividend, tức là cổ tức cho mình tới trên 10% năm được. Tình hình tài chính phải rất là mạnh thì mới trả được. Còn mấy công ty mà không trả như Tesla nó đâu trả đâu. Anh bỏ tiền cho nó, tôi không chưa chắc tôi đã trả cổ tức cho anh. Tesla chưa trả nha. Thì đó là những cái mà nó khác biệt. Giá có thể tăng, nhiều người có thể kỳ vọng cho nó tăng, và thị trường nó cũng tăng, nhưng cái lợi nhuận anh đầu tư đó chưa chắc nó có. Nhiều người đầu tư Tesla là bây giờ là thua lỗ nè, chứ đừng có nghĩ là nó là super company. No, wrong way. Slow down lại chút, chậm lại chút, suy nghĩ bằng cái suy nghĩ của mình. Cái thật nó như thế nào, chứ không phải là do sự do bị điều khiển bởi truyền thông. Nếu những cái đó rất là nguy hiểm, nên mình cẩn trọng trong vấn đề đầu tư chỗ đó một chút. Thì xin trả lời với anh là như vậy. Thì Quang có remind với anh đó là cổ phiếu đó năm 2008, 2009 nó có rớt xuống dưới 5 đồng, tức là nó khoảng 2 đồng mấy thì được chính phủ cứu. Thì bây giờ hồi sáng nó cũng dưới 4 đồng, nó test lại thêm hơn nữa. Thì Quang cũng bắt đầu vô, nó bắt đầu vô hãng Ford, có mua rồi. Thì đó là hai cái cổ phiếu mình nói chuyện vào ngày bữa nay. Mà ai có tiền thì cứ mua thôi, không sao. Được. Rồi bây giờ qua thị trường vàng. Thị trường vàng thì từ cuối tuần trước Quang đã nhắc mọi người có thể nó đang lập cái đáy ở đó rồi, tức là trên dưới 1.500. Thì nó có xuống 1.460, nó cũng đi lên, nhưng mà nó chưa lên liền, nó cần chút thời gian để nó tích lũy rồi mới đập. Thì mình mà đánh giá này là đánh đến 1.900 đó, nhưng mà mình phải dừng lỗ dưới 1.400. Đó là những người đánh vàng tài khoản. Thì đó là một ID cho mọi người phải dừng lỗ dưới 1.440, dưới giá đó. Nếu mua giá này thì đánh lên 1.900 cho cái trend, từ giờ tới cuối tháng. Giá vàng. Còn giá dầu như Quang đã remind từ ngay cái buổi đầu tiên Quang với anh Lanh làm cái chương trình này là giá dầu nó sẽ rớt về 20-30. Thì đúng là hồi sáng nó còn có mấy sen nữa là nó chạm 20. Con nghĩ ít tuần tới nó sẽ dao động trong phạm vi này. Có thể nhiều khi có một lực nào đó quá mạnh nó break. Nhưng mà cái trung bình average thì con nghĩ là sẽ 20-30. Có, nếu có lực nào đó break chút xíu 20 thì đó là cơ hội mua vô. Hồi sáng con cũng đã mua đó một chút thì cũng có lời, nhưng mà tình hình này không dám để, buộc phải take profit trước. Nhưng mà chắc chắn con sẽ mua dầu lại. Ai có account thì cứ mua option, mua giá dầu được cho 3 tháng, 6 tháng tới. Giá 25-30 chắc chắn make money. Bởi vì cái cầu nó tạm thời nó lắng xuống thôi, chứ không phải mất hoàn toàn. Xe điện chưa có đủ, chưa có cái năng lượng nào mà thay thế được cái dầu hết. Thì chắc chắn nó sẽ tăng lại, vấn đề mà cần chút thời gian với lại coi cái sự tính toán của Ả Rập Saudi với Nga như thế nào. Thì vì giá dầu mà đồng rúp mất giá rất là nhiều. Từ lúc mình làm chương trình đầu tiên, Quang đã remind mọi người chuyện này, là khi đó rúp mới chỉ khoảng ra 70-72, thì hồi sáng này đã lên trên 80, tức là nó mất giá cũng trên 10%. Ngoại tệ mất trên 10% một tháng là cũng là cả một cái vấn đề đó. Nếu mà đẩy lên trên 100 rúp là nghe có thể có nhiều vấn đề trong vấn đề về kinh tế, chứ không đơn giản. Cuộc chiến giá dầu không đơn giản, không chỉ giữa Ả Rập Xê Út và Nga, mà nó liên quan tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Thưa anh và thưa quý vị, thì mình cẩn thận một chút về cái vấn đề đó. Và đó là buổi hôm nay. Thưa anh. Như vậy thì chúng ta đi qua cái phần một số câu hỏi của khán giả từ cái clip trước. Thưa anh, để tôi đọc ở đây và anh trả lời thẳng luôn.
Bạn tên là Peter Nguyễn. Nói rằng là buy the trend. Không hiểu sao anh lại recommend, tức là đề nghị mấy cổ phiếu downtrend, Boeing, Ford, discount vì nó bị nợ khủng khiếp. Đặc biệt Boeing bây giờ trở thành chân bond. Ford là company không bành trướng được. Revenue của Ford cứ giảm từng năm. Đó là lý do stock Ford giảm mạnh. Nó giảm tiếp thì lấy tiền đâu mà trả dividend? Dạ thưa, câu hỏi này rất là thú vị. Thì nó có hai ba cái vấn đề cần hỏi. Thì để quan nhớ lại một chút xíu. Anh nhắc lại câu hỏi phần đầu, quan sẽ trả lời từng cái một để hỏi biết những cái ý chính. Thứ nhất, quan nghĩ là cái trend down á, quan nhớ cái ý chính đầu tiên bạn nói. Tại sao không là buy theo trend? Thì trend, nói thiệt với bạn là quen với những người đã investor trader như quen chuyên nghiệp đã chạy từ tháng 11, tháng 12, tức là sell từ thời điểm đó rồi. Sell từ tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tới giờ luôn. Bây giờ thì không sell nữa. Cách đây khoảng trước khi cái chương trình này ra là cái đợt sell cuối cùng của group là đã sell từ đó hết rồi. Tức là từ thời điểm nó mới bắt đầu nhúc nhích là tụi này đã chạy rồi. Chứ không có ai để chờ tới 70-80% mới bắt đầu mới sell nữa. Bây giờ sell là quá trễ. Có thể bạn có thể ăn được một chút xíu nữa thôi. Nhưng cái risk cho 5 năm hay 3 năm hay 5 năm tới rất là nguy hiểm. Thì đó, bởi vì bạn không theo dõi những cái clip trước thì quan đề nghị anh Lân cho tất cả những clip mà mình đã làm từ trước. Nếu mà họ coi những cái đó họ sẽ thấy, họ sẽ không nói như vậy nữa. Tại vì quan có nhận xét là nó sẽ đi xuống, chứ không phải là không. Nhưng mà mình đánh chiến lược là theo dài hạn nên mới khuyên mọi người mua. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bạn nghĩ sao mà Boeing thành dân bond? Chuyện nó khó lắm, không thể. Ford là niềm tự hào nước Mỹ 2008, nó đã từng xém chết rồi và được chính phủ cứu. Lần này nếu nó chết nữa chính phủ cũng sẽ cứu. Nhưng mà quan không nghĩ Ford chết đâu. Ford nó thay đổi mạnh mẽ trong thời gian gần đây lắm. Từ sản phẩm, từ design, từ tất cả mọi thứ, nó vẫn giữ được cái tình cảm của người Mỹ. Khó để mà bỏ Ford lắm. Có nghĩa là như vậy. Thì vấn đề là nếu nó phá sản trước khi, thì chính phủ nó cũng đã sẽ có những cái gói hỗ trợ để những cái công ty lớn như vậy họ survive. Và phía sau những công ty như vậy nó còn hàng ngàn công ty khác sống theo những cái công ty như vậy nữa. Chứ không thể đơn giản như bạn nghĩ là nó thành dân. Không phải. Bạn suy nghĩ đó là bạn đọc những cái report tùm lum. Thì hồi nãy Quang có nói với anh với khán giả trước là nếu cái công ty đó làm không có good thì họ chắc chắn không thể trả cái lợi tức. Mà những cái đó là họ đã công bố từ trước. Nếu có thay đổi cái đó thì do ban điều hành, giám đốc và hội đồng quản trị quyết định. Mà nếu mà cái đó nó không good đó, thì họ đã không lâu đưa cái tin đó ra. Tức là trước khi có khủng hoảng này họ đã đưa cái tin ra thì cái tình hình tài chính của Ford rất là good. Bởi vì nếu mà đưa tin không chính xác cổ phiếu nó sẽ rớt. Thì trong trường hợp này những cái report trước khi khủng hoảng xảy ra là những cái đó đều chính xác hết. Chứ không phải là không. Thì không thể nói là Ford không có tiền lại để mà trả dividend. Trong trường hợp sắp tới đây này khủng hoảng mà xe không bán được thì hội đồng quản trị hay là ban giám đốc điều hành sẽ có thể giảm cái phần lợi tức chia cho cổ đông, những người sở hữu cổ phiếu, shareholder. Thì cái đó chắc chắn có thể sẽ bị ảnh hưởng. Để quan coi cái lần chia dividend sắp tới của Ford là cái ngày nào. Nó không có ghi cái ngày nào sắp tới, nhưng mà cái ngày gần nhất để có next earning date là 28 tháng 4. Thì quan nghĩ chắc chắn cái có thể nó không, bây giờ cái giá 4 chấm mấy, bộ dưới 5 chấm là nó lấy gần 12% so với cái điều chỉnh nó chia dự tính chia cho năm thì quá tốt cho tất cả các hãng xe so với cái Ford. Thì đó, Ford là một trong, nó có nhiều ưu điểm khác nữa. Chúng ta đi tới câu hỏi kế tiếp thưa anh. Câu hỏi kế tiếp là của bạn Liên Vũ. Anh nghĩ giá cổ phiếu sẽ xuống nữa không? Em tính mua Apple vì sáng nay
thấy giá tăng nhưng lại sợ mua vào nó rớt xuống. Cảm ơn vì những thông tin mấy bữa nay của anh chia sẻ. Nên nhớ là cái này là câu hỏi này nó 14 tiếng đồng hồ trước đây, tức là nó đã áp dụng vào cái ngày hôm qua khi mà bạn ấy nói. Còn ngày hôm nay thì tôi ghi nhận Apple xuống 246 đồng chấm 67, tức là xuống bị xuống âm 6 đồng 19. Anh trả lời bạn bạn đó cái câu hỏi đó. Thưa anh thì cái stock Apple là một trong những cái stock mà mình cần phải mua để giữ cho tương lai. Thì thực ra Apple đợt này nó bị sell off như vậy á, cũng chưa phải là quá nhiều. Nó mới chỉ có 25, chưa tới 25% cái so với cái đỉnh điểm giá của công ty này à. Thì Quân nghĩ á, giá này mà mua bây giờ thì hơi rủi ro, bởi vì cái trend down nó vẫn còn với Apple, chưa nên mua. Nếu mà những cái công ty nào mà đeo 70-80% chắc chắn Quang khuyên mọi người mua. Nhưng mà Apple mới đeo có 25%, mấy cổ phiếu công nghệ đeo không có nhiều. Cái này nó không, cái dịch này nó không có ảnh hưởng tới công nghệ quá nhiều giống như hãng máy bay. Thì Quang nghĩ mà mua vô mà để mà mình invest cái Apple với mấy cái hãng kia. Chẳng hạn bây giờ bạn bỏ 250 đồng để mua Apple, mà nó cùng lắm tăng được 300 trên 300 chút xíu, tức là khoảng 20-30% thôi so với cái giá đỉnh điểm mà chưa biết bao giờ nó mới tăng trở lại đó nhé. Và bây giờ bạn bỏ có 5 đồng cho một cái cổ phiếu của hãng Ford, nó có thể lên 10 đồng trong 1-2 năm tới, thì bạn sẽ chọn cái nào? Bài toán nó rất là dễ trong cái tình huống đó. Thì đó là cái quyết định của bạn. Nhưng mà Quân nghĩ để mà mua Apple so với nhiều stock có nhiều, quá nhiều cái lựa chọn tốt như bây giờ thì Quân chưa mua Apple. Thế thôi bạn. Bạn tới là người vô hình, bạn này lần trước hình như đã có hỏi rồi. Anh Quang, what do you think about XOM và Chevron US Oil Company? Có thể đây họ sẽ phục hồi trở lại hay là có cái cơ hội họ sẽ bị phá sản? Cảm ơn cho cái thông tin của anh. Quan nghĩ là mấy cái công ty về xăng dầu đó, nó cái giá hiện tại so với giá khủng hoảng 2008 2009 là nó chạm cái mức giá đó rồi. Nhưng mà cái khủng hoảng này có thể nó kéo dài hơn chút xíu, thì bạn cứ cứ chờ thêm chút để mua vô. Con nghĩ mấy stock đó rất là good. Bởi vì khó có cái gì để thay đổi xăng dầu, cái vật liệu nào để thay đổi ngay được. Mình dù dịch khủng hoảng mình vẫn phải cần đổ xăng để chạy xe trong vòng, chứ xe mình không đổi qua xe điện hay là xe solar liền được. Cho nên là những cái công ty đó vẫn có tiềm năng để mà mua vô để giữ một chút, không có sale. Thì về khả năng tài chính của để quan trách một chút xíu của Exxon với là Chevron, để quan trách một chút xíu. Hai cái công ty này nó những cái chỉ số nó gần gần giống nhau hết nên mua thằng nào cũng được, nhưng mà có nghĩa nên chờ thêm một chút, bây giờ chưa nên vô vội. Dạ thưa anh, đó là cái idea của Quang. Nó con nghĩ phá sản thì nó không phá đâu, tại vì nó cái khai thác là một chuyện, còn cái để mà đưa ra những supply, hai cái này nó chuyên về supply cũng nhiều. Nếu mà nó sập thì cả cái hệ thống nước Mỹ này sắp ra về kinh tế hết, nó không khó sập lắm, nó có sẵn như vậy nó khó sập. Thì giá dầu có thể xuống thì nó khó khăn một chút, nhưng mà nó vẫn ok, nó không phải là có đối thủ cạnh tranh nào khác để mà làm cho nó sập, mà chỉ là cái nhu cầu xuống thì tạm thời nó bị kinh doanh nó chậm lại chút thôi, chứ không phải là quá như nghiêm trọng như là những cái cuộc khủng hoảng khác. Như thưa anh với thưa bạn, đó Cảm là ơn cái anh idea Quang của rất nhiều. Cảm ơn anh. Anh có cái gì kết luận hoặc là nhìn tới ngày mai hay không trước khi chúng ta đóng lại chương trình thôi. mình. Giờ thưa anh thì có chút việc quan nhân lần là bỏ những cái clip của mình đã làm từ trước để cho khán giả theo dõi để họ hiểu,
được cái những cái góp ý của quen từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra cho tới giờ, thì họ sẽ hiểu mình đã đi và sẽ đi như thế nào trong thời gian tới, thì họ sẽ hiểu mà không có những câu hỏi nó ra bên ngoài quá. Thưa anh, còn riêng về thị trường thì Quang nghĩ mấy ngày tới nó sẽ ổn lại, không có hiện tượng mà sell off quá nhiều. Cùng lắm các chỉ số đó xuống được khoảng 10-15% nữa thôi, rồi nó sẽ đi ngang và bắt đầu đi lên. Dạ thưa anh, thì đó là cái cách suy nghĩ của Quang. Chỉ có đi lên thì có thể giá vàng, giá dầu nó cũng chạy vòng vòng xíu rồi mới đi lên từ từ. Là đó cái từ giờ cho tới cuối tuần con nghĩ là như vậy, cái xu hướng sẽ như thế. Dạ, xin cảm ơn Quang, chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai. Dạ vâng, xin chào anh Lân, xin chào khán giả Phố Bô Sở TV, xin hẹn gặp lại, bye bye.